Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi lại có một chuyến khảo sát thiết kế cho một gia chủ ở thôn Lê Xá. Kìa sao ấy? Xã Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương. Chắc chưa, vẫn đi thẳng. Đó, thì công ty Jato chúng tôi về để khảo sát thiết kế một căn nhà biệt thự 2 tầng mái Thái ở đây. Thì tí hẹn gặp lại mọi người ở khuôn đất của gia chủ. À, ngõ vào của nhà gia chủ, đây là đất của nhà gia chủ ở đây. Đấy. Đây một cái nhà cũ, nhà gia chủ vừa đắp xong để tiến hành xây dựng mới. Ông ơi, ông chỉ cho con cái đất định xây dựng ở đâu không? Giờ định đây thì tức là cái nhà này vẫn giữ lại. Cái nhà này ạ. Vâng, tức là giữ lại gì ạ? Mà xây dựng hướng mặt chính thì nhìn ra đâu ạ? Mặt chính nhìn ra đây. Vâng. Thế toàn bộ cái nhà cũ dưới thì sao ạ? Anh làm gì đến đấy thì nên làm vâng. Ông đài à? Tức là vâng. Ý ông xây từ đây. Vâng. À đấy, từ đấy thôi gì? Rồi. Đây đây, đường ngang này chỉ có đến đây chỗ này. Rồi, con hiểu rồi. Con kêu dọc đi từ đâu đến đấy, nhà chính là đến đây này. Rồi rồi, tức là chiều sâu chỉ đến đấy thôi. Chiều sâu nhà chính là đến đây thôi. Rồi. Còn đằng trước thì ra đến đâu ạ? Còn mé này là cũng xây nhưng mà mé này là chỉ có độ 7 mét hoặc vâng. 6 mét. Vâng. Mét từ đây quạt đại thôi chứ còn chỗ này là không phá, tức là rồi. Không chỗ này là không được động vào. Rồi. Chỉ đến đây thôi. Con hiểu rồi. Dạ dạ. Đấy một cái của chỗ tôi. Vâng, con hiểu rồi. Thế thì cái chiều sâu này được phép là làm đến đâu không? Chiều dài đấy. Chiều dài này là đến cái mặt tầng trước ấy. Chiều dài này thì là có cân đối. Tức là làm sao mà không che lấp được cái cửa kia của ông đi là được đúng không? Không, chả. Cái che là phần nào phải tới chứ. Rồi, nếu mà che vẫn không vấn đề gì đúng không? Vâng vâng rồi. Rồi. Không che được gì có đất mà. Rồi con hiểu rồi. Bên này cứ để 3 cái rưỡi rồi. Cái này là